cửa hàng âm thanh Mạnh Hiền Audio Lâm Đệ xin gửi lời chào quý vị và các bạn ạ. Và hôm nay em lại lên sóng và giới thiệu cho các bác hai con đầu băng cối giá bình dân nhá. Hai con đầu băng cối ở phân khúc giá bình dân là rất hay trong tầm giá luôn ạ. Đấy, và đầu tiên thì xin giới thiệu cho các bác một con đầu tách A4300 này, dòng auto reverse để chạy hai chiều nhá. Dòng này thì đợt vừa rồi em bán rất là nhiều rồi ạ. Cực kỳ tốt, cực kỳ lành luôn, nó rất là đẹp. Đầu rất là to cao, rất đẹp luôn, rất lành tính. Tech A4300 auto reverse này đẹp xuất sắc luôn ạ. Đấy, con thứ hai giới thiệu cho bác ngày hôm nay là con đầu giá bình dân này, con Tech A2300 này. Đấy, đều là dòng 3 motor hết nhá. Dòng 3 motor và con 2300 này chạy 1 chiều ạ. Còn 2300 thì chạy 1 chiều, đấy dành cho các bác, và chất âm thì cực kỳ là hay luôn. Chất âm thì không kém gì 4300. Đấy. Con rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ là bày trang trí trong gia đình luôn ạ. Đấy, và bây giờ em xin đi giới thiệu vào chi tiết cho các bác tham khảo này. Đấy, con 4300 thì là em sẽ quay chi tiết cho các bác. Đấy, hồi gỗ tất cả nguyên zin nhá. Hồi gỗ nguyên zin, vân gỗ rất là đẹp luôn ạ. Vân gỗ rất đẹp. Đấy, máy cực kỳ là gấu luôn, máy chạy 3 motor độc lập riêng biệt này. Máy chạy 3 motor. Rất là chất lượng luôn ạ. Bao cho bác là zin tuyệt đối và chạy hoàn hảo luôn. Đấy, tất cả còn zin hết nhá, dây cu loa cũng zin luôn ạ. Máy rất là nặng. Máy nặng tầm khoảng trên 20 kg nhá. Trên 20 kg. Đấy, mặt tất cả mặt rất là đẹp luôn, không có vết chảy xước gì ạ. Đấy, tất cả em là dọn dẹp lau chùi vệ sinh cho các bác rất là đẹp luôn ạ. Nhắc đáng từ cho các bác này xem này. Đấy, từ gì thì zin tuyệt đối luôn, nguyên chấm sơn của xịn của Nhật nhá. Chưa đụng, chưa đâm đụng gì hết ạ. Đấy, đồng hồ này, bóng điện các thứ là zin hết, phay nhôm rất là đẹp. Đấy, và bây giờ em xin lắp cái băng vào để giới thiệu cho bác các cái tính năng của em nói. Đầu tiên thì em xin lắp cái lắp của đầu từ vào đã, tránh cái tình trạng nó rơi. Rất là thuận tiện luôn nhá, lắp bằng mặc bằng rất là tiện. Đấy, đầu tiên tuồn đi này. Đấy. Tất cả động cơ sẽ tua đi tua lại rất là êm ái ngọt ngào luôn, không có một tí vết kêu nhá. Đấy, tua lại rất là trơn tru luôn ạ. Dòng này nó chạy 3 motor độc lập riêng biệt nên là riêng về chạy độ bền thì các bác không phải nghĩ luôn, cực kỳ là bền. Đấy, đồng hồ vu vảnh như này, rất đẹp luôn, con đầu rất là gấu, rất là chất lượng mà giá rất là hợp lý. Đấy, top này, tua thì các bác ấn 2 nút này nhá, tua tiến này, tua lùi này. Đấy, tua tiến này, top này, bà lây này. Đang chạy các bác muốn vớt lại thì ấn chiều ngược lại là nó trễ một chút là nó sẽ chạy ngược lại này. Dòng này thì cực kỳ là lành luôn các bác, rất lành, rất bền luôn. Giá và được xếp vào các dòng đầu băng cối đầu quốc dân, giá rất là hợp lý. Đấy, các tính năng này, nút power nguồn này, công tua giờ vật này, tốc độ này, line vào và đường mic vào này. Đấy, tab đường sao này, volume này.
Đấy, và đây là đường chống xóa nhá. Các bác để chế độ nghe thì các bác cứ gạt xuống chế độ tắt đi cho nó an toàn. Không may nó có chập biết thì nó không được nó xóa được băng của mình. Thì áp đi giấc lóc man đề tan này. Đấy. Nói chung là chạy hoàn hảo hết ạ. Đầu rất là đẹp, rất hay trong tầm phân khúc tầm giá luôn. Quay rất là kỹ cả chi tiết cho các bác. Đây hai hồi gỗ này. Hai hồi gỗ đều đẹp nhá, sáng bóng luôn ạ. Màu đỏ mận rất đẹp. Vân này nó xếp với lại vân gỗ vân lim ạ, rất đẹp luôn. Ba motor chạy lập siêu việt hoàn toàn này, rất là êm luôn ạ, không có một tiếng kêu tiếng động gì hết. Ban ngày ban đêm không có một tiếng kêu gì hết nhá. Đặc biệt còn chắc lịch và tất cả em đã bảo dưỡng chấm tra dầu mỡ thứ rất là ngon lành. Về các bác chỉ việc cắm điện để dùng thôi. Đấy, với cái con đầu bóng cối A4300 thì là hôm nay em bán cho các bác với giá là 9.200.000, bao ship cho các bác toàn quốc. 9.200.000 bao ship toàn quốc. Tech A4300 rất là hợp lý các bác, rất là đáng chơi trong tầm phân khúc tầm biển. Con đầu bóng cối rất là chất lượng và giá thành cũng rất là hợp lý thôi, gì và hơn cái đầu cassette một chút ạ. Mà riêng về chất âm của đầu cối thì là chấp đầu cassette không có cửa để đọ nhá. Rất đẹp. Tua lại để lấy cái băng để thử xong bắt đầu tiếp theo. Và tiếp theo con đầu thứ hai giới thiệu cho bác ngày hôm nay này là một con đầu tách giá bình dân tách A2300 nhá. Con này hình thức nó thấp hơn con 4300 nhưng mà chiều ngang thì như nhau. Đấy. Chiều cao thì nó thấp hơn, rất là gọn gàng xinh xắn nhá. Các tính năng của em nó thì cũng đầy đủ luôn ạ. Đấy. Đầu tiên là sẽ cho các bác xem đầu từ này. Nguyên zin tuyệt đối luôn nhá, nguyên chấm sơn của Nhật, chưa động chạm, chưa đâm đụng một tí gì hết luôn. Đấy, và bây giờ em xoáy cái ốc của cái đáng đầu từ vào đã. Tránh tình trạng rồi. Đấy, và bây giờ em xin quay chi tiết cận cảnh này. Tất cả hồi gỗ còn nguyên zin hết nhá, vân rất là đẹp luôn ạ, vuông vắn, đấy, nguyên zin chưa can thiệp tí gì luôn. Đấy, và máy rất là gấu, máy chạy 3 motor này, 3 motor riêng biệt đập lập hoàn toàn, motor to như là 4300 luôn ạ. Chỉ cái là nó thu thấp xuống rồi, còn kết cấu máy nó chạy cũng gấu hơn, và đặc biệt cái dòng này thì nó chạy nhiều cái linh kiện chân vàng rất là nhiều ạ. Nên chất âm có phần có thể nó còn tốt hơn cả 4300. Đấy, nhưng mà chạy một chiều và nó hình thức nó thấp nhỏ hơn nên giá nó hợp lý hơn đấy ạ. Đấy, quay cho bác xem. Rất cận cảnh, rất đẹp luôn ạ. Đấy, 3 motor độc lập nhá. Tách A 2300 này. Đấy, số sơ gì của em nó đây nhá. 33010 này. Đấy, quay rõ cho các bác xem. Đây, linh kiện máy móc thì nguyên zin tuyệt đối luôn, nguyên bụi bã luôn ạ. Rất là đẹp. Đây. Số sơ di của nguồn của nó cũng có luôn này. 5056 1701. Tất cả ba các bác rất là đẹp, nguyên zin và chạy hoàn hảo ạ. Đây, mặt về hình thức của em nó cũng không phải nghĩ luôn. Phần ni lông rất là sáng, rất đẹp luôn ạ.
Đấy, và bây giờ em xin mắc cái băng vào để cho nó hoạt động cho các bác xem và tham khảo này. Đấy, con này thì nó dùng lắp chụp nhá, lắp chụp. Đấy, con này ăn hơi bị cọ chút, đơn giản đấy. Này thì em điều chỉnh lại một tí, phút mốt là xong rồi. Này, này vận chuyển nó đè cái này xuống này. Đấy. Đấy, các bác lưu ý nhé, vận chuyển nó hay bị đè cái càng này, nó quẹt băng thì các bác chỉ cần lôi ra một tí là ok luôn. Đấy, và bây giờ em xin quay giới thiệu các cái tính năng em nói nhá. Đầu tiên là công tắc power nguồn này. Đấy, play này, play này, tua này. Đấy, và đường Lockman bias nhá, jack này. Đấy, chống xóa này, tab monitor này, tab sound này. Và một chiếc áp volume nhá, volume cho đầu ra này. Đường line vào này, mic này, tốc độ băng này. Đấy, tính năng của nó thì cũng rất là đơn giản, không có gì cả. Đầu băng cối nó, nói chung là nó đều các tính năng nó như nhau hết ạ. Nó chỉ có thay đổi một chút thôi. Đấy, và em ấn chế độ play này. Đấy, chạy rất là hoạt động hoàn hảo luôn. Đấy, các bác muốn tua nhá thì là gạt về chế độ này. Đấy, cũng cùng cái nút đấy chuyển về tua này. Đấy, chuyển về play này. Đấy, vu nhảy với nhá. Đấy, hai kênh đều tít luôn ạ. Đấy, một con đầu băng cối rất là vừa tầm tiền ở cho phân khúc, chỉ bằng một con đầu cassette này. À, tiếng chất âm thì cực kỳ là hay luôn. Đấy, tua tiến này. Đấy, rất là êm ái các bạn, rất êm luôn, tua lùi này. Đấy, nếu mà đang tua các bác muốn về chuyển về chế độ play nhá, chuyển gạt công tắc này phát là tự nó ngắt luôn ạ, sang play này. Đấy, rất đơn giản. Quay thật kỹ cho các bác tham khảo xem một lượt. Rất đẹp luôn, con đầu rất là hợp lý tiền luôn ạ, rất hay. Rất mới luôn nhá, nguyên bản, nguyên zin tuyệt đối luôn ạ. Đấy, công tơ mét vẫn đang chạy ngon lành nhá. Và với con đầu băng cối Tech A2300 thì hôm nay em bán cho các bác với giá là 5.600.000 bao ship cho các bác toàn quốc. 5.600.000 bao ship toàn quốc ạ. Và hạ giá hơn trước một chút ạ. Và đây là tốc độ này, cao thấp này. Đấy, Tech A2300 giá 5.600.000 bao ship. Đấy, và hôm nay hai sản phẩm giới thiệu với bác. Bác nào mà chốt cái sản phẩm nào thì xin liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại duy nhất này nhá, Mạnh Hiền Audio 5D ạ. 0912842487 thì em có video test và hình ảnh chi tiết của các bác. Các bác tham khảo. Và cuối video xin cảm ơn các bác đã xem video ủng hộ của em ngày hôm nay ạ. Xin chào các bác và hẹn các bác trong các video tiếp theo nhá. Em chào các bác ạ.